phải bệnh lý là tương đối thường gặp đối với các chấn thương có thể hệ tiền liệt hay gặp trong chấn thương hệ tiền liệt thì nó chấn thương thần nó có thể xảy ra trong bộ thần kinh, nó là một cái chấn thương nhiều dục, là một chấn thương bùng chẳng hạn, thì nó chiếm khoảng 1-5% chấn thương chung và khoảng từ 3-10% là chấn thương bụng, thì trong đó chấn thương thần chiếm khoảng là 60% đối với chấn thương nhiều dục. Và một cái điều lưu ý quan trọng đó là chấn thương thần thì nó có thể đi kèm với các chấn thương phổ hợp khác, có thể là chấn thương gan hoặc chấn thương lách kèm theo, hoặc là chấn thương sọ não kèm theo. Do đó khi mà một mình đứng trước một bệnh nhân có chấn thương thần thì cái nguyên tắc của người em đó là không bỏ sót tổn thương. Nguyên tắc là mình phải tâm soát để không để bỏ sót tổn thương, vì đôi khi những thứ tổn mà mình bỏ sót thì nó có thể gây ảnh hưởng tới tình mạng của bệnh nhân. Về mặt nguyên nhân và cơ chế chấn thương thì tụi em thấy rằng đó là chấn thương thần thì nó hay gặp ở nam giới, tỷ lệ nam nữ thì khoảng 31, nam giới chiếm nhiều hơn, và độ tuổi hay gặp đó là tuổi trẻ từ 20-40 tuổi. Thì anh thấy là 50% thì để từ tai nạn giao thông, 10-15% từ tai nạn giao động và 10% do thể thao. Thì đối với những cái chấn thương thần như thế này thì nó giải thích được vì sao hay gặp ở nam giới, đúng không? Vì nam giới thường người ta liên quan tới cái hoạt động thể chất nhiều hơn, chạy xe máy thì cũng nhanh hơn, chạy xe máy cũng ẩu hơn, dễ gây tai nạn hơn. Và nam giới thì hay đi là lao động gì, lao động ở ngoài trời chẳng hạn, hoặc tham gia các lao động nặng và cũng tham gia hoạt động thể thao các thứ thường xuyên hơn. Chấn thương thần thì nó có thể xảy ra đơn độc hoặc là kết hợp bóng đá chấn thương. Trong đó chấn thương thường hay gặp nhất là gì, là do chẳng hạn tai nạn giao thông. Còn chấn thương đơn độc thì có thể là do lực đánh vào vùng bụng thắt lưng. Thì đối với cơ thể thì mình phải xét đến, mình đánh giá xem thử đó là gì. Về mặt giải phẫu thì có những cơ chế gì nó có thể giúp bảo vệ thần từ cái tác động của lực ngoài lực. Trong cái chấn thương thì các em thấy là có thần thì nó là một cái cơ quan năm sáu phúc mạc, cho nên lực tác động khi vào chấn thương thần nghĩa là chấn thương thần nó phải đi xuyên qua phúc mạc từ phía trước hoặc là đi xuyên qua lưng ha, cuối cơ thắt lưng. Thì như vậy thì cái vị trí giải phẫu nó giúp cái thần ít khi tổn chấn thương, giảm được cái lực chấn thương thần là gì, vì sao? Vì thần là 5-6 phúc mạc này và nó được che phủ bởi gần một nửa là bởi gì, phía trên đó là xương sườn, xương sườn. Vì thần nó nằm bên sườn bên trái cao hơn bên phải, và khoảng gán xương 11-12, và bên cạnh đó thì cái khối nó nằm gì, nằm phía sau cái khối cơ thắt lưng, nằm trước cái khối cơ thắt lưng. Thì cái cơ này là tương đối là dai, nó giúp giảm được khả năng là chấn thương, giảm được cái lực tác động. Cái thứ hai đó là vị trí giải phẫu. Còn về mặt giải phẫu thì sao, thần nó nằm được bao bọc mở quanh thần, thì mở nó như cái lớp đệm này các em ạ, thì nó sẽ giúp cho giảm được cái lực tác động khi mà có cái lực nó tác động vào thần, như cái lớp đệm vô đệm chẳng hạn. Mở vì sao mở, thì nó mềm mà đang hôi thì nó sẽ giảm được cái lực khi mà nó tác động. Và tính di động của thần thì khi mà cái thần nó rất có ý rất là chỉnh dây chằng mà 5-6 phúc mạc và nó cố định bởi cuộn mạch chủ yếu đó là động mạch thần, mà tĩnh mạch thần thì nó tĩnh di động tương đối, tĩnh di động tương đối. Thì khi mà cái thần là một cái mục tiêu là di động sao thì lực tác dụng nó bao giờ là mạnh nhất được cả, không? Thứ hai, nếu em chặt thì em đánh chặt một khúc thịt mà nằm trên khớp thì nó khác với là em treo được thịt lên mà em chặt, cắt một thịt thì nó khó hơn rất là nhiều. Vì sao? Vì lực tác động nó không đủ do cái tĩnh di động, nó bị phân tán lực đi. Thì đó là những cái yếu tố giúp để bảo vệ thần. Bên cạnh các yếu tố để bảo vệ thần thì sẽ có các yếu tố nó làm dễ tổn thương thần. Thì thứ nhất là bất thường về mặt giải phẫu, những hàng như thần mỏng ngừa chẳng hạn, hoặc thần làm trổ. Thì các em thấy rằng đấy là thần mỏng ngừa ha. Thần mỏng ngừa thông thường là dính nhau ở cực dưới, có thể dính nhau bởi dây chằng hoặc là dính nhau là với nhu thần. Nên bất thường bẩm sinh hiểm gặp, mà khi mà thần nó dính nhau ở cực dưới như thế này sao? Thì phía ngay nó nằm ngay trên nền cuộc sống thắt lưng thì nó tương đối bị dễ tổn thương khi có lực tác động vào, vì nó cố định rồi, nó nằm lên nền thắt lưng, nó cố định, nó không di động được nữa.
thì nó rất là dễ bị tổn thương. Đi kèm đó là gì? Thần lạc chỗ. Thần lạc chỗ mình hay gặp đó là gì? Thần là nằm trong vùng vùng cổ trầu. Khi cái nằm trong vùng cổ trầu thì nó mất đi các yếu tố bảo vệ của thần, mất đi các cấu trúc giải phẫu xung quanh để bảo vệ thần thì nó dễ bị chấn thương hơn. Thần mất tính di động nữa, có một cái bệnh lý gọi là nó viêm chỉnh quanh thần hoặc gọi là sơ vỡ sau phúc mạc chẳng hạn. Thì sau khi cái lập mở của quanh thần nó sơ vỡ hết rồi thì sao? Thì nó sẽ gây ra tình trạng cái phổi cơ sáu phút mang mà thần một viêm thì nó cứng, nó bám chặt vào thì nó mất đi cái tính di động, nó cũng dễ bị chấn thương hơn. Còn cả nguyên nhân cái thần lợi chẳng hạn như thần ừ nước hoặc là u thần, nếu là u thì nó dễ vỡ rồi đó. Còn thần ừ nước thì sao? Thần ừ nước thì tình lực trong cái thần mà nó ừ nó cắn được tiểu như vậy thì lực tác động vào nó cái lực tác động vào rất dễ gây ra chấn thương thần. Mà thần ngữ được đối với những trường hợp hay gặp ở Việt Nam là gió gì? Thường đó là gió sỏi thần chẳng hạn. Có thể họ có sỏi thần rồi sỏi nhiều quá. Nghĩa là tình trạng ngữ được của thần hoặc các bệnh lý bẩm sinh như là bệnh lý cục lỗ bề thần nhiều quá, hẹp nhiều quá chẳng hạn. Thì về mặt giải phổ bình của chấn thương thần thì các em thấy rằng các tổn thương có thể có thì sẽ chia ra làm 3 loại đối với chấn thương thần. Cái thứ nhất có thể là tổn thương nhu mô thần với các mức độ khác nhau, nhất là như chẳng hạn như đụng dập thần hoặc là nứt nhu mô thần chẳng hạn, đập nhu mô thần và dập nạp thần. Cái tổn thương thứ hai là có thể là tổn thương đường bài xuất, tức là bể thần và niệu quản. Các tổn thương đường bài xuất có thể gặp chẳng hạn như là đập bể thần chẳng hạn, hoặc tổn thương niệu quản, đứt niệu quản chẳng hạn, trong những cái chấn thương thứ thần. Đây là cái hình ảnh mà nó mô tả hình ảnh 3D của cái thần á. Cả em thấy là nó bao gồm các lớp mở quanh thần này, rồi cái thần như thế này, đây là mở quanh thần và các mạch máu thần và bể thần. Cái thứ ba là tổn thương mạch máu. Tổn thương này cũng là một tổn thương nguy hiểm nhất khi tổn thương thần, đặc biệt mà tổn thương mạch máu ở cuộn thần. Có thể là tổn thương một mạch nhánh mạch máu nhỏ, có thể là tổn thương một nhánh mạch máu lớn ha. Nên tổn thương mạch máu lớn thì rất là nguy hiểm. Vì sao? Vì nó sẽ dễ xảy ra tình trạng mất một cấp, bệnh nhân thể choáng, sốc mất máu và thể tử vong. Như vậy có 3 dạng tổn thương có thể ha, tổn thương nhu mô thần, tổn thương đường bài xuất và tổn thương mạch máu. Đây là hình ảnh trong mổ của một cái chấn thương thần. Thì cả em thấy là đây là cái đầu của vọc xẹp đó, là chỉ vào đây là quả thần đúng không? Thì em theo bảo em thì đây tổn thương này là tổn thương gì? Các bạn nên tổn thương gì? Đúng rồi, hãy tổn thương đụng dập thần, có thể có tù máu ít ở dưới bị bao thần, đụng dập có tù máu bị bao đấy, đụng dập thần. Bên này cái mô tổn thương thì sao? Đây là mô lành, mô lành, mô bình thường rất là hồng hào. Còn bên này thì nó bị tím đi, do là bị tổn thương nó đụng dập cái nhu mô thần mà gây ra xuất huyết ở dưới bị bao. Còn tổn thương này, theo các em đến cái hình tổn thương này thì là tổn thương gì? Tổn thương gì? Lắp nhu mô thần. Thì các em thấy đây là đắp hai quả nứt nhu mô được, nứt nhu mô thần đây là quả thần bên này ra đây và nó đắp cái đường nứt khá sâu ha, và nó trên bài trong mổ ha. Đây là tổn thương gì? Đây là một cái tổn thương mà nó nứt thần là vỡ ra nhiều mảnh ha, và trong cái trường hợp này là phần thần vỡ ra nhiều mảnh như thế này không tổn thương của thần nữa thì người ta sẽ cắt thần ra. Cái thần này sau khi người ta cắt ra rồi thì người ta cầm máu rồi. Tổn thương này là tổn thương gì cả? Cái thần đấy này. Tổn thương gì? Đây là tổn thương tù màu dự báo rất là rõ ha. Nó lóc cái báo thần đã luôn. Và nó đen thì cả cái báo thần tù màu dự báo. Báo thần nó rất là rõ. Thì bất kỳ khi tụi em tiếp xúc với một bệnh nhân mới có chấn thương thần thì các em cái quan trọng đó là mình phải đánh giá được chấn thương là phân độ. Vì sao phải phân độ chấn thương thần?
Thì rất là vấn đề chẩn thận rất là quan trọng vì sẽ giúp cho mình gì biết được mức độ nặng nhẹ chấn thương và cái thái độ xử trí đi kèm. Thì cái vấn đề chẩn thương thận chẳng hạn như tụi em đi trực chẳng hạn mà trực ngoài chẳng hạn nghe cục báo cáo có một ca chấn thương thận độ 1 hoặc là độ 2, độ 3 thì chỉ cần nghe thân độ như vậy thì tụi em sẽ đánh giá được cái mức độ nguy cấp của cái cấp cứu đó là bệnh nhân chấn thương nặng nhẹ thì làm việc liền mình nên dùng là được liền. Thì để phân đồ chẩn thương thận thì trong sách bệnh viện ngoài là cái mô tả phân đồ của tách lên cái phân đồ đặc cụ của em ạ. Và bây giờ mình đã sử dụng đó là hiệp hội phẫu thuật chấn thương Mỹ AST, đó là phân bổ chung và nó sử dụng rất rộng rãi trên cả thế giới. Thì trong cái phân đồ này thì mình sẽ có 5 phân đồ. Mình sẽ đi vào mô tả từng phân đồ. Đồ 1 thì như các em thấy trên màn hình ha. Cái slide đó là một hình vẽ mô tả mức 5 5 phân đồ chấn thương thận. Tụi em thấy hình có rõ không? Tụi em thấy hình rõ không? Ok. Thì tụi em thấy đồ 1 đây gọi là người thấy người ta chỉ vào mũi tên đen không? Đây là gì? Kidney capsule, tức là vỏ thận là bào thận và subcapsule hematoma tức là hematoma là tức là cái tụ máu dưới bào thận ha, tương đương với tổn thương đồ 1. Kèm theo đường dập nhu mô này người ta vẽ rất là khéo, tụi em thấy là có tìm 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 đây nè không, tức là tụ máu dưới bào thận. Và đối với chấn thương độ 2 là gì? Là các em thấy đây là có cái đường nứt ha, đường nứt ở nhu mô, đường đặt ở nhu mô thì người ta sẽ vào chấn thương thận độ 2. Thì chấn thương độ 2 nó không tụ máu dưới bào nữa, biết là rách bào thận rồi thì lúc này là tụ máu gì mở quanh thận không, tụ máu cạnh thận. Và anh chị thấy là đây là người ghi chú là gì, laceration dưới 1 cm, laceration là cái rách ha, rách nứt dưới 1 cm, đó là độ độ 2. Và độ 3 thì sao, cái đường rách nó sẽ sâu hơn ha, và nó lớn hơn 1 cm thì mình sẽ vào độ độ 3. Và có được bốn độ 4 thì các anh chị thấy người ta ghi chú đây là gì, là rách nhu mô thận into collecting system tức là hệ thống đường bài xuất, collecting là tập hợp đó, tức là hệ thống đường bài xuất nước tiểu, đó là có thể đi đại thận này, bệ thận và nếu hiệu quả. Thì khi cái tổn thương đắp này mà nó xuyên vào trong đại thận, bệ thận thì người ta phân độ 3 độ, độ 4. Độ 4 và khi như vậy thì em thấy khi mà nó thông thương ở đường bài xuất thì sao? Thì nó tình gọi tình trạng như xảy ra. Có tình trạng như xảy ra. Tụi em thì nhìn đến hình thôi. Đúng, không phải là đại máu. Rồi đại máu, ngoài đại máu nó còn cái gì nữa? Trang được tiểu ra. Thì tụi em thấy cái hình người ta vẽ rất là chi tiết đây này. Ở trên này là máu màu đỏ nhá, mà dưới này là sao? Các anh chị có thấy là gì? Có màu vàng nữa. Đó là người ta mô tả cái nước tiểu chảy ra ngoài. Các em thấy chưa? Nước tiểu này. Đó, cái hình nó rất là chi tiết. Đó là cái đoạn hình nước tiểu ra ngoài được. Thì đây là chấn thương thận tổn thương độ 4. Ngoài ra một cái loại tổn thương khác cũng xếp vào chấn thương thận độ 4 là gì? Đó là tổn thương động mạch thận. Thì đôi khi là tổn thương một nhánh nhỏ động mạch thận hoặc là đắp đắp động mạch thận thôi, chẳng hạn rách mạch mà đứt hoàn toàn thì người ta cũng xếp vào độ độ 4. Xếp vào độ độ 4. Và đôi khi nữa là gì? Và đôi khi là một trong những tổn thương hay gặp đó là gì? Đó là bóng cái lớp nội mạc, endothelial injury, tức là bóng cái lớp nội mạc ra là cái tắc, cái là cái khối gọi là tắc động mạch thần thì cũng là sẽ vào độ độ 4. Và một tổn thương khác nữa đó là gì? Thì kidney stature tức là vỡ, là vỡ đã có mạch rời nhá, đây là độ 5. Thì các anh chị thấy là độ 5 là các em thấy là độ 5 nên nó rất nó tan máu ra ngoài khoảng 6 phút mạc này. Rồi cái đi kèm đó là vỡ thận là nhiều mạch này và nó tổn thương cuộn thận, có thể là thông thường là gì, avulsion tức là nó nhổ bật luôn cái gốc cuộn thận. Thì khi mà tổn thương đứt cuộn thận này mình hay gặp trong trường hợp nào, đứt luôn cuộn thận mình hay gặp trong trường hợp nào? Đứt luôn cuộn thận hay gặp trong trường hợp nào? Nguyễn Thị Kim Anh. Em là đây, mình nghe đấy. Dạ, thì em trong trường hợp bị nhân bị tai nạn giao thông ạ. Tai nạn giao thông, tai nạn, ok.
ok được rồi, anh tắt mic micro đi. Tim tai nạn giao thông thì nó cũng có thể gây ra chấn thương thần trực tiếp hoặc gián tiếp, mà thân tổn thương cổ thần này hay gặp được, mà Lê Thanh Phước trả lời đúng rồi, đó hay gặp trong cái trường hợp mà nó tổn thương thần do cơ chế giảm tốc, tức là bệnh nhân người ta di thần mà di động đó, thì khi mà di chuyển với tốc độ cao mà dừng lại đột ngột thì sao, thì nó gây ra sự gì giảm tốc đột ngột và nó dần sẽ gây ra cổ thần. Hoặc một số trường hợp cả tổn thương cổ thần gặp trong trường hợp gì súng bắn nhân hán hoặc là gì dao đấm thì nó cũng gây ra cái tổn thương của cổ thần. Thì đó là phân loại. Thì một điều lưu ý với các em rằng là làm thế nào để mình phân đồ chẩn tướng thần, các bạn em mình làm sao để mình phân đồ chẩn tướng thần, mình dựa vào cái gì, mình dựa vào gì để mình phân đồ chẩn tướng thần? CT scan đúng rồi. Thì các em nên nhớ là mình sẽ sử dụng CT scan, đó là đối với phân đồ ART người ta sử dụng CT scan để phân đồ chẩn tướng thần, vì chỉ có CT scan mới giúp cho chúng ta đánh giá được một cách chi tiết các tổn thương của nhu mô thờ, các tổn thương của thần sau chấn thương. Và CT scan thì giúp đại phân đồ chẩn thần trước mổ. Có ba cách để phân đồ chẩn tướng thần, đó là trước mổ là dựa vào CT scan, trong mổ thì bằng đại thể là mình nhìn quan sát mình đánh giá, và sau mổ đó là dựa vào dạng của mình. Thì hay dạng của mình thì khi người ta cắt thần đã rồi á, chẳng hạn như người giờ dạng của mình người ta phân đồ một độ chấn thương, thì nó là dạng phân đồ ra chấn thương dạng bình, nhưng mà mang tính chất nghiên cứu nhiều hơn là mang tính chất lâm sàng. Còn đối với lâm sàng thì được mổ thì mình phân đồ chấn thương thần theo CT scan, và có thể hoặc là phân đồ trong mổ. Đôi khi bệnh nhân vào viện mình phải mổ, thì bệnh nhân tình trạng cần cấp cứu chẳng hạn, mất máu, sốc mất máu mình mổ ra, thì đó là phân đồ trong mổ. Thì về mặt lâm sàng thì thứ nhất về lâm sàng của chấn thần thì em phải nắm là nó có cái 8 triệu chấn thương thần. Thì như gọi là đau vùng thắt lưng này 95%. Thì đương nhiên là thì khi mà ngã thì phải có lực tác động vào thì nó mới gây ra chấn thương thần. Thì như vậy thì khi mà có lực tác động vào thì có thể gây ra tình trạng đau đau vùng hổ thắt lưng. Anh em đôi khi mình cả em thấy bệnh nhân vào viện bị chấn thương bụng mà khám thấy bùng tím vùng hổ thắt lưng thì phải nghi ngờ có tổn thương chấn thương thần đi kèm hay không, hoặc là đầy máu. Đầy máu thì sao? Vì khi mà nó tổn thương của đường bài niệu, khi mà nó chấn thương thần nó tổn thương đường bài niệu, hoặc đôi khi nó chỉ đùng dập thôi. Nó đùng dập thì nó gây ra đùng dập niêm mạc, lực tác động vào thì nó cũng gây ra tình trạng đầy máu. Đầy máu có thể như mức độ đầy máu đại thể, đầy máu vi thể. Và các em nên nhớ rằng thì cái tình trạng đầy máu nó không liên quan tới mức độ nặng nhẹ của chấn thương thần. Nên nhớ là đấy không phải là đại máu như là chấn thương thần nặng, mà đại máu không đại máu là chấn thương thần nhẹ. Vì đôi khi nó tổn thương nhu mô thần thì cũng có máu trong được tiểu, và nó tổn thương động mạch thần cũng có máu trong được tiểu, do đó phải lưu ý đó ha. Và khối mô tù thì có thể gặp ha. Đương nhiên thì tổn thương thì gây ra tù máu sau phục mạc, sốc tiến tới 20-50% đó, cái này cụ trở lại cụ sốc với khoảng dưới 10%. Khi gặp ha, khi mà tổn thương độ 4 độ 5 thì mới gặp sốc rồi, chứ còn độ 1 độ 2 3 thương gọi sốc, trừ khi nó gây đi kèm với các tổn thương phù hợp khác đã chấn thương chẳng hạn. Thì về mặt triệu chứng lâm sàng và cần lâm sàng thì triệu chứng cần lâm sàng thì sẽ có gì? Thứ nhất là đối diện bệnh nhân nào chấn thương thì mình cái vấn đề mình đặt ra là xem thì bệnh nhân có mất máu hay không. Thì do đó cái công thức máu là cái đầu tiên nè, cái hạt CT nè, hemoglobin nè, rồi nhóm máu để mình phải làm nhóm máu ngay lập tức. Vì đôi khi bệnh nhân người ta có thể mất máu, mình cần phải truyền máu, hoặc lúc đó người ta chưa chảy máu nhưng sau này theo dõi thì nó chảy máu thì mình phải truyền máu. Creatinine máu để đánh giá chức năng thận, ít quang ngực, hoặc là hình ảnh giống gì siêu âm về đó là về sinh hóa máu. Còn về mặt hình ảnh thì sao? Mình có thể sử dụng siêu âm này, chụp CT này, chụp mạch này để mình chẩn đoán cái chấn thương thần. Thì đối với cái siêu âm á, thì nó thường sử dụng ban đầu vì nó rất là ít xâm lấn và nó nhanh. Chẳng hạn như ba mình những người vào cấp cứu thì mình có thể siêu âm tại giường được, mình quẹt qua cả là mình biết lên là mình cứu đủ cho mình liền. Thì siêu âm nó có rất thì cả em thấy là cái siêu âm thì ngày càng tốt rồi, mãi nó tốt hơn thì cả em có thể quan sát được những cái cho mình cái hướng xử lý ban đầu, cái cứu đủ cái tổn thương ban đầu ở trong bụng, ổ bụng khi mà mình tiếp xúc với bệnh nhân, mình tiếp cận với bệnh nhân. Thì chẳng hạn như mình cho siêu âm cả là mình có thể phát hiện không chỉ chấn thương thần, có thể là
phát hiện xem thử là có được tổn thương gan hay là phải hợp không, rất đơn giản, làm tại giường rất nhanh. Khi đổi về thì đây là các em thấy hình dung ra được cái thận không, đây là hình cái thận mà người ta cắt lên mặt cắt xuống siêu âm, và đây là em thấy là gì, tổn thương là tổn thương gì các em, mũi tên vàng chỉ vào đó, tổn thương gì, à tụ máu, đây là tổn thương tụ máu ha, tụ máu dưới bao thận, em thấy là đường nhu mô đặc vẫn còn liền ha. Đó, đây là tụ máu, đây là mặt cắt dọc, còn đây là mặt cắt ngang, tổn thương này là sao, mặt cắt ngang, cắt ngang của thận á, vì khi mà người ta là dập nhu mô gì nữa, có ý kiến khác không, cắt nhu mô. Ừ, thì các em thấy rằng đây là một cái thần nó cắt ngang như vậy, đây khối máu tụ nó rất là lớn á, chỗ đen này, và các em thấy có lẫm tẩm nó gì à, nó hôi đóng trọng ở trong này, thì có sự mất liên tục của nhu mô thần, thì khả năng đó là có thể sự tổn thương nhu mô thần á, cắt nhu mô thần. Tuy nhiên gọi là hạn chế siêu âm mình chỉ đánh giá được ngang mức này, mình nhìn được ngang mức này thôi, thì mình nghi ngờ được là có cắt nhu mô thôi, cho mình giảm chắc 100% ha, là có cắt nhu mô thần hay không. Từ khi đường cắt quá lớn, chế độ đường cắt nhỏ thì rất là khó phát hiện đến siêu âm. Như vậy các em thấy đó là cái hạn chế của siêu âm, nó không giúp được cho mình để mà mình phân đồ cái tinh thần. Các em hiểu chưa? Các em hiểu chưa? Nhưng mà nó sẽ giúp cho mình đánh giá ban đầu. Chẳng hạn người ta có thể đo được kích thước của khối mô tu này ha. Đo được kích thước của khối mô tu này và người ta theo dõi được cái diễn tiến của khối mô tu chẳng hạn. Các em hiểu không? Đó là giá trị của cái siêu âm. Các em hiểu không? Hiểu đi, comment. Dạy online đã buông rồi thì các em phải comment để có cái sự tương tác một chút nhé. Thì đây là chụp phim chụp các lớp vi tính ha. Thì giúp để phân đồ chẩn thân thần. Thì đây là cái phim. Thì các em có thể là dựa vô cái phim này đối với cái mặt cắt này. Thì theo các em đây là chẩn thân thần độ mấy? Các em comment vào đó độ 1. Độ 1. Ok. Thì mình nhất trí với các em đây là chẩn thương thần độ 1. Vì sao? À, vì mình thấy là nó lẩm tẩm như thế này là đây là phim chụp thi có thuộc cả quan. Thì mình thấy là thuộc bên thần này là bình thường thì nó ngậm thuộc rất là đẹp không? Bên này thì sao, nó ngầm thuộc nhưng mà có vài chỗ như thế nào không ngầm thuộc, đây những chỗ tổn thương của nhu mô. Tuy nhiên mình thấy là sao, cái đường cái báo của đường của nhu mô sao nó liên tục, nó bị đứt, như vậy là chẩn thương thần độ 1, đừng nhập thần ha, nhất trí. Chẩn thương thần độ mấy? Độ mấy? Độ 2. Ok. Thì các em thấy đó là ngoài cái tụ máu thì mình thấy rằng đó là sẽ có cái đường nứt vào trong nhu mô rồi, không? Mất đi liên tục. Và đường nứt này là nhỏ, dưới 1cm thì đó là độ 2. Và trên cái phim này thì anh có thể phát hiện ra gì nữa không? Tổn thương gì nữa không? Ngoài thận. Gan, yeah, rồi ok. Thì các em thấy rằng đấy là có cái tổn ở mũi tên đen này, người ta chỉ nhìn thấy có khả năng nó có đường nứt của nhu mô gan đây ha, đây có chẩn thương gan kèm theo nữa, và có gì tụ máu gì, cái này tụ máu dưới báo gan hay báo thận, đây là tụ máu đấy cả, bình thường có như vậy đâu, đây là tụ máu dưới báo gan ha, thì em thấy là cái tụ máu của mà tụ này là liên tục với báo gan, đây là ngắt gan thận đấy các em, như vậy là tụ máu này là liên tục với báo gan, và đây là gì, à, đây là cái gì ha, đây là tù mẫu à, hematoma hả, phải tù mẫu không, à tùy mật, good job, tùy mật, cái này là cái gì, cái này là cái gì, à tùy, lập đây rất là giỏi nha, rồi đánh nước thằng đồ máy. À, độ 3. Thì tương tự như vậy thì tụi em thấy đang đây là cũng có cái tù màu dưới bao ha. Nhưng mà khối màu tù đó ha, mình thấy nó gì, nó không cản quang này. Và bên này cái thần nó nứt
lớn hơn 100 thì bạn đã chắc chắn rồi, nứt đây là đai bể thận rồi nè, gần tới đai bể thận rồi. Tuy nhiên mình thấy thuộc cảm có nó ngoài nhiều nữa thì khả năng đây là chấn thương thận độ 3, vì nó cũng liên quan tới đường 3 bài xuất. Thế em nói rồi tiếng Anh như này, đây là chấn thương rách thận mà không liên quan tới gì, withdrawal involvement á, không liên quan tới đường bài xuất. Đây một bệnh nhân nữ 32 tuổi á, chấn thương thần kinh nhẹ độ 3. Đây, đây là hình ảnh cắt dọc của bệnh nhân này. Anh đến đi, ai cả em thấy cái đường rách này rất là, như vậy là em thấy là trên đường mặt cắt ngang mà cắt dọc của đường rách là hơi khác nhau đúng không? Thì như vậy là để đánh giá được chấn thương thận thì chụp cắt lại vi tính, thì sau khi mình chụp xong thì người ta có thể dựng hình lại, cảm thấy cái khối máu tụ dưới báo này. Tuy nhiên mình thấy cái thuộc cảm có nó ngoài nè, chấn thương thận độ 3 trên 1 cm. Do đó là khi mình chụp cắt lại vi tính xong mình có thể dựng hình lại để mình đánh giá được một cách, tức là đánh dựng hình 3D chẳng hạn, để mình đánh giá được cách toàn diện hơn, dễ nhìn hơn, hình dung hơn cái tổn thương thận kèm theo. Đồ mày các em. Đồ máy, đây là một bệnh nhi 8 tuổi. Thì đấy là cái em thấy đang đấy là một cái chấn thương thần mà nó rất là phức tạp, không? Thần hầu như là nó đứt rơi ra luôn, ha? Và đây là tụ máu rất là rộng láng, rộng lớn, đây là tụ máu dị bão nữa. Và cái tổ, cái đường đó, cái tổ chấn thương thần này nó liên quan gì? Thành ra dùng cái hai mặt luôn. Và nó liên quan tới đường bài xuất đây này em này. Cả em thấy là cái đầm đồ còn thuộc trong bài xuất nó không nhiều, không nhiều. Cái phim này cái đồ tướng phản nó không tốt, nhưng mà so với đầm đồ thuộc nằm đến vùng thần và thuộc ở ngoài này tương đương nhau. Như vậy có khả năng là được tiểu ra nó ngoài. Và đây là một cái chấn thương thần độ 4 vì nó thông thường với đường bài xuất. Được chưa? Ok chưa? Đây, đây là rõ hơn ha. Và cả em thấy đây gì nữa? Khi mà có cái thi này thì sao? Qua thi này thì sao? Hả? Cái này là cái gì đấy? Bình thường thuộc càng có nó không ra đây được thì như vậy là có gì? Nó có cái gì? Có một phiếu đến bệnh nhân đấy. Nó có cái gì cả? À, tổn thương mạch máu. Đúng rồi. Nó tổn thương một máu, mạch máu. Thì có thể là hai lý khả năng cũng chưa chắc chắn là nó có tổn thương mạch máu hay đắp đai bể thận. Đôi khi nó đắp đai bể thận ở đây thì mình cũng có thể thấy thuộc ra ra đây, hoặc là nó tổn thương mạch máu đứt hoặc đắp mạch máu phải không? Đôi khi nó đứt đứt nó khác. Và thông thường thì nếu mà tổn thương mạch máu thì nó sẽ gì? Nó loãng nhiều hơn, nó sẽ loãng ra lên nhiều hơn, nó thuộc càng quá là rất là đậm đặc, nó tương đương với thuộc càng quá ở trong bể thận ha. Đôi khi đắp bể thận nó cũng cái loãng thuộc cái đó, nó như thế này, nó đắp mặt trước của bể thận hoặc mặt sau của bể thận chẳng hạn, chẳng phải là tổn thương mạch máu. Nhưng mà ở đây thì sao? Có cái phim này thì sao? Có cái phim này thì rõ chưa? Cảm thấy rõ chưa? Cái phim này có phải là tổn thương mạch máu hay là tổn thương bể thận? Đấy các bạn. Mạch máu. Đây là đứt gân hoàn toàn này không? Đây là cái đâu mà mạch máu người ta cắt ra đấy, và đây là thuộc cảm quang. Thì như vậy khi mình đánh giá cái chấn thương thần trên các lời biết định thì mình phải đánh giá gì? Quá nhiều lạc cắt ha, quá nhiều lạc cắt nhịp đi rồi. Đây là một bệnh nhân khác, là bệnh nhân nam 11 tuổi, chấn thương vùng kín do tẻ xe ha, vào viện trong tình trạng sốc. Thì chụp CT ra thì cảm thấy thấy là đây gì, thuộc cảm quang đây rồi này ha. Cảm thấy được cái phím không? Người ta cắt từ trên xuống dưới đấy, đây là cái gan nó, đây là cái thần bên phải này, cái thần bên phải thì ok, thần bên trái thì sao? Có hồn mà tù, ha, và có ít thuộc cảm có nó lem lem ra ngoài đây rồi, ha, rồi, đồ máy. Cái này đồ mày. Em theo em đồ mày.
Muốn gọi ý kiến à? Trần Thị Mỹ Chi. Hay là đồ năng. Đồ năm, ok. À, thì cái điểm mình có thể phân đồ vào đồ năm rồi ha. À, vì các em thấy rất là đơn giản, thì các em thấy là khi mà cái bắt đầu là xuất hiện cái thần từ trên, khi người ta quẹt cái là cắt từ trên xuống dưới, thì em thấy sao? Đây là cái đường kính ha, đây là cái đường kính của thần. À, đây là cái thần mà cắt ngang của thần không, bên này là kéo xuống bên này, thì tới bên này là vẫn còn thần ha. Mà nhưng mà bên này khi mà đường kính nó đang đối với một cái thần bình thường, nên em để ý, lưu ý này, một cái thần bình thường thần bên phải chẳng hạn, khi mà người ta cắt thì xuống như thế này thì càng xuống thấp thì cái đường kính nó càng nhỏ lại ha, và nó mất dần xuống như ai vậy, hỗ trợ là mất dần rồi. Tuy nhiên thì cái đồ cái thần này tự nhiên nó ngang, đây là nó đường kính nó to mà nó không giảm dần mà nó đi mất rồi, mình không thấy nữa, em thấy không? Mình chỉ thấy đây là một khối màu tù thôi, và đây có những cái nhánh động mạch thần này, và một cái khối màu tù nó như thế này thôi, và càng đi xuống thì mình có thấy gì, không thấy được, không thấy thần luôn. Như vậy chứng tỏ là đây là một có một cái tổn thương mà nó giống như là nó chạy đôi cái thần nó luôn đó. Ngay đây là mất cái hình ảnh thần mà nó đẩy thần nó thành ra bao cái màu tù nó hình thành ngay giữa cái chỗ cái đường nứt của thần đó, hình như là cắt đứt cái thần hoàn toàn luôn, là chia đôi cái thần đó hoàn toàn luôn. Và mình đi càng đi xuống mình cũng thấy đúng một thần, vì nó bị đẩy ra trước hoặc là nó đẩy nằm thấp xuống. Cả em hình dung đã không, cả em hình dung đã không, đây là mất hình ảnh thần một cách đột ngột này đó. Bên thì nó bình thường, đường kính nó như thế này, thì nó nhỏ dần lại. Cả em có hình dung nào? Ừ, ok. Thì sao? À, thì đây là cái nằm trong mộ này, và nó được hoàn toàn đứt đôi quả thần đá luôn. Như các em thấy nó gần nhau như vậy, thì vì người ta là giải phóng một cái khổ mộ tù rồi, mình mới thấy như vậy. Có thật cả khổ mộ tù nó nằm là chén, chén giữa hai cái này, và là đẩy thần đá hai đầu, ha. Gần như đứt đôi cái thần đá rồi, ha. Và đây là cái tổn thương chấn thương như thế là gì? À, thần là vỡ nhiều mặt như vậy là độ năm ha. Nhất định không? Nhất định không? Ok. Thì đây là chấn thương thần độ mấy? Ừ, độ năm đấy. Rồi. Em thấy là nhu mô nó rải rác ra đây, nhu mô nó rải rác này thuộc cả con nó trao ra ngoài đây không đó, có một tù rất là lớn đồ mấy. Đối đồ mấy? Ừ, năm đỏ ra ngoài hết, có một tù lớn này, em theo thần nó trôi ra ngoài này luôn, mà trong này là thuộc cảng quang á, như thế nó vỡ rất là nhiều, rất có đó nặng nề. Đồ mấy? Ừ, bên đầu bốn đông, bên đầu bốn. Dạ Vâng. hello. Dạ do em thấy ở trong cái nhu mô phổi, nhu mô thận là không có thuốc cản quang, nên là em nghĩ là do bị đứt đứt mạch máu thận. Rồi, đức bệnh mẫu đã viết đang bánh thầy thuộc càng con. Là do mạch máu nó không vô được trong thận ạ. Thì nào, nếu mà nó đức bệnh mẫu thì thuộc càng con, khi mình bơm vào mà nó quá thì động mạch thì nó phải trang ra ngoài thần nhé. Dạ Mình có thể thử. cũng em nghĩ là có thể là do có khối máu tụ ở trong động mạch thận ạ. À, như vậy là đây là tổn thương nhồi máu, chẳng phải là tổn thương đứt máu, tổn thương động mạch. Vì nếu mà tổn thương động mạch thần thì thuộc càng con nó sẽ trao ra ngoài, ha. Và các em thấy cái mũi đen này, đây là cái tổn thương độ 4, đúng rồi. Nhưng mà hồi mình có học cái tổn thương độ 4 đó, thì là tổn thương này là sao? À, nó có thể là gì? À, nó có thể là gì? Là tổn thương nội mạch, nó gây lấp cái lòng mạch như vậy là thuộc nó không tới được. Nó gây ra tình trạng tắc mạch thần, gây ra nhồi máu, một thần. Đây là tĩnh mạch các em, đây là động mạch. Là tình trạng gì? À, tắc mạch thần, và em thấy là thuộc cảm quan nó không tới được với thần. Thấy chưa? Đây là tổn thương mạch máu thần, mà thể gọi là nhồi máu thần, không tắc động mạch thần cả hai, thì máu nó không tới được. Thế tổn thương này còn nguy hiểm không? Còn
nguy hiểm không? À, rất là nguy hiểm. Vì nếu mà mình để lâu mà không giải quyết được liền cho bệnh nhân thì sao? À, thì nó hư cái thận luôn. Vì nó không còn máu lưu dưỡng không? Và nó cũng phải cắt cái thận đi luôn. Đây thì rõ hơn. Các em thấy khi mà người ta chụp mặt ra nó có hình ảnh gì? À, cắt cục hoàn toàn luôn. Không? Đây là người ta dừng lại CT scan mà thì mạch máu đây. Đây là động mạch chủ nè. Và đây là nhận động mạch mũi thần ba đây sao? Cái thần là cấm hóa hoàn toàn. Em thấy chưa? Bao lâu? Câu hỏi em rất là hay. À, thật ra cái thời gian mà thiếu máu, tức là thiếu máu như thế gọi là thiếu máu nóng, thì tùy thuộc vào cái mức độ. Chẳng hạn như mà tổn thương động mạch chính thì thật ra cái cơ hội mà cứu sống cái thân rất là khó cái mà. Vì cái thời gian mà từ khi bệnh nhân mà bị tai nạn rồi vào viện thì thường trên một tiếng đồng hồ rồi. Mà trên một tiếng đồng hồ nếu mà thiếu máu nặng nóng thì thường thường là chức năng thận nó hư rồi. Đó, trong những cái trường hợp mà nếu mà nó nhồi máu chỉ một nhánh của động mạch thân chẳng hạn thì mình cái thân phân còn lại có thể cứu vãn được. Hoặc là nếu trong trường hợp mà mình đợi mình thấy đánh giá sớm thì mới có gì mình có thể là đặt stent được nội mạch chẳng hạn. Đôi khi nó tắc nhưng nó tắc không hoàn toàn thì mình có thể đặt cái stent nội mạch để mình tái lập cái lưu thông tuần hoàn cho cái thận. Đó. Nhưng mà thông thường thì rất là mà tổn thương mà nhận chỉnh của động mạch thân chẳng hạn thì không có khả năng mà cứu của thân nó cũng có đâu. Đó. Đây là cũng là một cái tổn thương khác ha, nữa tắc mạch ha, tắc mạch thận. À, thì mình muốn giới thiệu cho các em thêm một cái khác nữa. Cái này thì hiện tại ít dùng, các em biết là thì là UV thì người ta không sai nữa rồi. Nhưng mà UV chụp UV thì người ta có thể chụp khi nào đối với chấn thương thận. Đó là trong những trường hợp mà bệnh nhân mà huyệt động ổn định, tất cả đều ổn định thì người ta có thể chụp gì khi mà bệnh nhân người ta vào viện để mà phân đồ. Nhưng mà không phải khi nào bệnh nhân chấn thương thần vào viện người ta cũng ổn định về mặt huyệt động cả. Đôi khi một số bệnh nhân người ta yêu cầu phải gì phải chụp phải yêu cầu phải mổ khẩn cấp để mà cầm máu. Thì khi mà mổ khẩn cấp như thế này thì nếu mà mình sử dụng cái one shot IVD này rất là tốt. Cái này gọi là chụp UV đây, người ta không tiêm cục cản quang nhưng mà người ta chụp bằng máy siam ở trong phòng mổ, tức là đưa bệnh nhân lên bàn mổ và người ta tiêm nhanh và người ta chụp nhanh để người ta có cái chẩn đoán. Vì cái em biết là khi mà thần nằm nó còn khoảng một tù 6 phút mạc hay vậy á, thì khi mình mổ ra là mình có cái thông tin gì cả, mình có cái thông tin gì cả. Vì thấm khổ một tù mình phải mở khổ một tù ra là mình mới biết. Nhưng mà mổ mở khổ một tù ra là cực kỳ nguy hiểm. Vì sao? Nó gây ra tình trạng giảm áp, đôi khi sốc nặng lên trong khi mình chưa biết được đó là tổn thương dạng gì để mà mình có cái sự khống chế hợp lý. Đôi khi nó tổn thương một mặt nhỏ thôi, nhưng nếu khi mình mở khối mô tu ra, đôi khi mình kẹp luôn, phải kẹp luôn rồi cụ thần này mình cắt cái thần đi, lúc khối mô tu mình không tìm được tổn thương. Thì như vậy ngay được khi mình mở khối mô tu ra, được khi mình mở bùng ra, mình có thể chụp một vài one shot IVD. Thì cả em thấy rằng là trong cái phim này, cái thần bên này thì bình thường, ha? Nhưng thần bên này có tổn thương gì, nó thuộc thuộc cả quá năng ngoài rất nhiều. Như vậy nó có thể gì tổn thương đai về thần này. Và tổn thương đai biệt thần nhiều hơn ha, nhưng mà thần nó vẫn xuống được, thuộc phần nó vẫn xuống được trong đai biệt thần, chỉ toàn là tổn thương một mức độ nào đó thôi. Tương tự bên này em thấy năm nó đây bên này là trắng xóa luôn, nhưng mà thuộc là vẫn xuống được biến quả là vẫn vô được đường ba xúc ha. Như vậy có thể đánh giá được là cái mức độ tổn thương. Chẳng hạn nếu trong trường hợp mà mình chụp quan sát IVD mà mình thấy thuộc không xuống như đường ba xúc đây, mà thuộc cả con là ta ra ngoài, như vậy khả năng đó là một cái tổn thương gì? Đó là một cái tổn thương ở mặt mỏ thần. Còn trong trường hợp như thế này thì mình có thể là tổn thương gì? Đó là cái đắp đường ba xúc thần chẳng hạn, đắp biệt thần chẳng hạn, thì được tiểu đó đang ra ngoài. Và các em nên nhớ một điều quan trọng nữa là vì rằng mình phải chụp one shot IVD, thì có nghĩa là one shot tức là một nhát thôi. Thì người ta chụp, vì khi mà tụi em đổi diện một bệnh nhân chấn thương thần vào biệt trong một cái bối cảnh cấp cứu, thì làm sao các em biết được là cái thần đổi diện chức năng là còn. Thậm chí tụi em không thể chụp CT được. Em hiểu không? Giả sử thần trái nó bị chấn thương thì em đưa vào em mổ ra để em việc giải quyết cái thần trái nó chấn thương nó đi. Nhưng khi mà em trong đường trái em biết năng hay không có cách gì để biết cả, thì như vậy sao? Thì cái one shot IVD này sẽ cho mình cái thông tin như vậy.
thông tin rất là hay. Thì anh thấy trong trường hợp này khi mà mình chụp cái quan sát này thì mình thấy cái thần bên này sát là ba chút bình thường, à rồi mình yên tâm rồi, cái thần đối diện là có chức năng, thấy chưa? Thì mình yên tâm hơn khi mình cắt cái thần này. Còn nếu trong trường hợp cái thần đối diện vẫn có chức năng thì mình mở cái này ra thì mình sao chiến lược mình bảo tồn tối đa như một thần trong trường hợp có thể hơn là đi cắt cái thần. Em hiểu không? Không, chụp trong phòng mổ thôi em. Cái này là sẽ chụp trong phòng mổ, có trọng chỉ định chúng thì cũng giúp trọng chỉ định của chụp CT scan thôi. Còn mà UV không sử dụng được các em, nếu bệnh nhân tình trạng ổn định, còn UV nếu mà chụp bài bản thì quá lâu không thể đợi được. Cái này quan sát IVB là thật ra nó cũng là dạng UV đấy, nhưng mà nó chụp trong phòng mổ, mà nó có chỉ định khi bệnh nhân huyệt động ổn định, à không ổn định và cần phải can thiệp ngoài khoa. Còn mà đối với cái mà UV để chẩn đoán được mổ mình không sử dụng nữa, mình phải dùng CT scan. CT scan là tốt hơn rất là nhiều. UV cho thấy mình thấy hình ảnh giảm tiếp tất cả em, được chưa? À, thì về mặt lâu dài thì có thể là các biến chứng ha, có thể có gặp các biến chứng. À, mình gọi thì được đương nhiên rồi, nếu mà trong cái trường hợp mà đánh giá chức năng thần mà đợi mình xíu, à, đánh giá cái chức năng thần thì nếu mình nhấn ổn định thì mình chụp CT, đó không có cái vấn đề chức năng thần đặt ra, nó không có vấn đề gì cả. Nếu mình nhấn ổn định là huyệt động thì em chụp thì em có thể đánh giá được, thấy thuộc hại được thì em đánh giá được chức năng thần tương thần riêng rẻ. Tuy nhiên trong trường hợp bệnh nhân huyệt động không ổn định, người sốc không bằng góc chẳng hạn, thì có thể nào em đem bệnh nhân đi chụp CT được ấy, vì thời gian nó cho phép. Thì lúc mà mình sẽ đưa mình đến vô phòng mổ, mình chụp ngay trong phòng mổ luôn, và mình chụp cũng dễ thuộc cả con quan sát thôi, để mình xem mình đánh giá cách nhanh chóng là cái chức năng thần đối diện nó như thế nào. Nhìn đến hiểu không? Ok, à, thì đó là các tổn thương đó. Bây giờ để phân biệt chứng thì các em có thể thấy rằng là có thể biến chứng sớm, có thể là nhiễm cục hồi màu tù á, viêm tẩy ngoài thần bị tiểu do cục máu đông đó, tức là khi mặt trai nó tiểu ra thì nó có thể gây ra tinh tán, à, nhiễm cục, à, bồ nhiễm đến cái cục màu tù. Mùa thì sao? Thì ừ, nước thần do viêm, á, viêm sơ, nước tiểu máu lâu ngày nó gây ra tình trạng viêm, nó sơ, nó gây hẹp không, và nó có thể gây ra gì, à, tăng huyết áp ha, hoặc là nám năng liều. Năng liều này, đây là cái năng liều này, tức là trong cái nám là nước tiểu, nước tiểu là thoát ra ngoài, nó tù lâu ngày và bọc tăm tăm, cái nám gọi là năng liều urinoma. Hoặc một số trường hợp là thần là bị tăng huyết áp, vì đang thần là bị tăng huyết áp, vì đang chẩn thần gây tăng huyết áp. Vì sao hẹp động mạch thần là gây tăng huyết áp? À, tăng renin, ok, ok. À, thì cái bài này mình trao đổi với em như vậy là xong rồi ha. À, thì thứ nhất, à, mình sẽ tóm tắt lại cho em. Thứ nhất thì chẩn tướng thần là cũng hay gặp, mà cái quan trọng đó là tránh bỏ sót tổn thương phù hợp. À, cái thứ hai đó là phân đồ chẩn tướng thần, thì các em phải phân đồ được chẩn tướng thần, phân đồ dựa đến chụp các lớp vi tính. Thì phân đồ có đi mấy đồ, 5 đồ. Đồ 1 là tù màu dưới bao, đồ 2 là rách nhu mô dưới 1 cm, đồ 3 là rách nhu mô lớn hơn 1 cm, đồ 4 là rách có thông thương và đai bể thần hoặc là tổn thương mạch máu nhỏ hoặc là nhồi máu thần. Còn đồ 5 là thần vỡ nhiều mạch hoặc tổn thương của thần. Về lâm sàng thì sẽ có 8 chứng ha. Đó là gì? Đài máu, hồi đau vùng thắt lưng, hồi màu tù vùng hồ thắt lưng. À, cần lâm sàng thì các bi lăng với các về mặt máu, rồi sốc mất máu, chẩn đoán hình ảnh thì có siêu âm CT scan, rồi quan sát ICP, IBP, siêu âm và CT như thế nào thì mình đã hướng dẫn cho các em đọc, biết cách đọc qua một số phím rồi đó, được chưa? Bài này có gì thắc mắc không? Các em có câu hỏi gì không? Không ảnh hưởng gì em nè, bên bơm vào máu cũng được mà hưởng gì ra nó ngoài.
Có câu hỏi gì được không? Siêu âm rất khó để phân biệt tổn thương đai bệ thận với là đứt mạch máu. Mình đâu có nói với các em là tổn thương đai bệ thận với đứt mạch máu trên siêu âm đâu. Mà các em nên nhớ rằng là siêu âm là mức độ là ngắn như vậy thôi. Nó không thể giúp cho mình được là 100 đánh giá tổn thương thận bằng CT scan được. Chẳng hạn như đây mình thấy cái khối, đây là cái chụp cái siêu âm này, mình thấy cái khối màu tù như thế này thôi. Và đây là nhu mô thận thì mình thấy có lấm chấm hôi ống trống, khả năng có máu trống á, thì có thể tổn thương đắt nhu mô thận. Thấy không? Đức mà bảo thần thì cả em để phân biệt CT scan hả? Thì đổ về tổn thương động mạch bảo thần á, thì cả em thấy được mắt nó sẽ gì? Nó trang trang cái đồ cả đầm đồ cản quang là trang ra ngoài sẽ nhiều hơn so với là tổn thương từ nhu mô thần ha? Đầm đồ cản quang vì máu thuộc cản quang là trang ngay từ động mạch đầm đồ là sẽ tổn thương nhiều hơn. Và khi mà tổn thương mạch máu thì các em sẽ thấy thuộc tràn quang tràn ra ngoài ở thi sớm, tức là thi động mạch đó. Còn đối với mạch tràn thuộc ra ngoài ở đắp đai bệ thận nên nó sẽ gì? Ở thi muộn, tức là thuộc nó phải đi qua từ động mạch, nó lọc qua nhu mô thận, nó vào bệ thận, nó rồi mới tràn ra ngoài. Còn đối với thuộc cản quang mà nó tràn ra ngoài tổn thương động mạch thì mình sẽ gặp trong thi sớm. Các em hiểu không? Dị ứng thuộc cản quang thì mình chụp CT scan không thuộc. Khi chưa chụp CT scan thì mình dùng siêu âm rất là tốt mà. Siêu âm tai dương, siêu âm nhanh tai dương. Đấy, em có thể dùng siêu âm em đo cái tử khổ màu tú. Trên lâm sàng không đánh giá được, rất khó để đánh giá được khổ màu tù mà em thấy đến lâm sàng trừ khi bệnh nhân ổn, bệnh nhân ổn và để theo dõi thôi. Con thật ra để mà khám được khổ màu tù chẩn tinh thần rất khó, mà cũng nên khám làm gì, trong khi em có các phương tiện khác mà nó tốt hơn đấy, em sử dụng mà chính xác hơn, chắc khám nó chính xác bằng siêu âm hoặc là CT scan. Có thể theo dõi là lượng được tiểu, theo dõi màu sắc là tiểu thì được, bệnh nhân lại bị chẩn thương nó mình thăm khám nhiều nó cũng tốt. Được chưa? Bạn là gì không? Bạn là gì học không? Cảm thấy bạn là gì học không? One shot IVB thì tức là mình chụp ngay trước mổ ha, mình chụp ngay trước khi mổ, tức là khi mình đưa bệnh nhân vô phòng mổ rồi, bệnh nhân huyệt động không ổn định thì mình không thể nào để mình không thể nào để mình chụp CT cho bệnh nhân được, thì mình có thể chụp one shot IVB. Thì trong phòng mổ các em biết là có cái CR, tức là người ta có thể chụp chụp X-quang trong phòng mổ á. Thì khi mà mình đưa bệnh nhân lên để mình chuẩn bị mổ rồi thì mình trước khi mổ mình đã chụp một cái phím thôi, tức là mình bấm thuốc vào mình chụp một cái phím, mình rọi cái quang lên là mình sẽ thấy được, đánh giá được gì nhắm được, nó xem từ cái mức độ tổn thương mạch máu hay là tổn thương đai bệ thận hay là tổn thương và chức năng của thận đối diện rất là quan trọng. Vì cái chức năng thận đối diện mà tốt thì mình mới chỉ định được cái quyết định của mình là cái thận bên bị tổn thương. Em hiểu chưa? Các em mà đi câu hỏi gì nữa không? Can thiệp chứ? Can thiệp phẫu thuật là sao?
Thật ra thì khi huyệt động không ổn định thì bắt buộc mình phải mổ rồi, nhưng mà đời về đời về nó không đời gì cả, lâu hay mau cả. Còn mà can thiệp mà sau phẫu thuật thường là can thiệp giải quyết biến chứng, thì lại là nõm gấp, là tùy thuộc vào tiền tiền lâm sàng của bệnh nhân thôi em ạ. Chứ không phải là khi nào thời gian nào là tốt hơn, là tùy thuộc vào mức độ chấn thương và loại tổn thương tai biệt thần hay là khối mô tù như thế nào, như thế kia, và lâm sàng là như thế nào nữa. Thế mình phải tùy đó mình chỉ định theo dõi diễn tiến bệnh nhân, mỗi bệnh nhân một khác nhau. Thế nó không có biết chứng đâu, vì chấn thương nó khác nhau rồi. Còn khi mà chấn thương mà bệnh nhân huyệt động nào không ổn, các phần tùy thuộc mức độ tổn thương khác. Đôi khi mình mổ vào mà tổn thương thì sau đó mình vẫn phải chạy thần rồi chứ, chạy thần nhân tạo nào đó, sau đó mình ghép thần nhé. Tổn thương là hai thần thì mình cắt thần rồi, nếu mà để cho được tình mạng mình vẫn giống mình chết cho mất máu thì mình phải cắt hai cái thần, sau đó mình cho lập tức cho bệnh nhân chạy thần nhân tạo, chạy thần nhân tạo rồi mình tiêm thần để mình ghép cho bệnh nhân đó. Mà mình chưa thể ai chẳng thứ hai thần đấy, mà nếu mà chẳng thứ hai thần thì thương chắc là đi luôn rồi, vì khi mà chẳng thứ hai thần cái bài này là khi cách khi xử trí gặp bệnh nhân chẳng thần, tôi em đánh giá huyệt động cho ổn định thôi. Khi mà gặp bệnh nhân có chẳng thần thì đánh giá huyệt động, nếu ổn định thì chụp CT, huyệt động ổn định thì sao, thì hồi sức vẫn không ổn định thì mổ. Chụp CT xong thì phân đồ được chẳng thương rồi thái độ xử trí như thế nào, thái độ xử trí như thế nào thì đến năm sáu sẽ hỏng và sẽ gặp lại mình. Cả em lên năm sáu sẽ có thêm một bài thái độ xử trí chấn thương thần nữa, trong đó mình sẽ nói chi tiết hơn. Đó. Còn đối với bài giảng này mình chủ yếu tập trung cho các em vào cái cách chẩn đoán và phân độ chấn thương thần thôi. Được chưa biết, nhận biết. Có câu hỏi gì nữa không? Em già thiệt. Nếu các em có câu hỏi gì thì thôi, lớp học mình dừng ngắn đây. Chúc các em cuối tuần vui vẻ và giữ gìn sức khỏe.